Chào mừng quý cư dân đến với bản tin số 10 tại Ban Quản lý PMC tại dự án Park City Hà Nội. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin đưa tới quý cư dân ngày chạy bộ Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 do Ủy ban Nhân dân phường La Khê phát động. Buổi lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 do Ủy ban Nhân dân phường La Khê tổ chức có đại diện của chính quyền địa phương, đại diện chủ đầu tư Park City với khoảng 600 người tham gia là các em học sinh của khối trung học cơ sở, khối người cao tuổi, khối đoàn thể, thành viên PMC tại các dự án như Mulberry Lane, Hyundai Hill State, The Pride Hải Phát cùng đông đảo cư dân trong khu đô thị và vòng phụ cận. Được thiết kế với công viên trung tâm, đường dành cho người đi xe đạp, chạy bộ, đi dạo, ghế đá ven đường và các lều nghỉ chân. Chính vì thế mà đại lộ chính của Park City được chọn là nơi diễn ra sự kiện. Người tham gia còn được tận hưởng không gian xanh mát của Park City. Đường chạy được bố trí là đường xe vào Park City, bắt đầu từ bốt bảo vệ A1 đến hết đại lộ chính, quay lại theo chiều ra và kết thúc tại ngã ba đường và tiểu khu Nadin. Để phục vụ sự kiện này, trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, cư dân khu đô thị được hướng dẫn sử dụng lối ra của đại lộ từ ngã ba Nadin ra Lê Trọng Tấn. Toàn bộ các khâu làm sạch, an ninh cho sự kiện đều được PMC, đơn vị quản lý Park City chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một hoạt động cộng đồng rất có ý nghĩa vì ngoài mục đích chính là khuyến khích người dân dành thời gian cho các hoạt động thể dục thể thao thì còn gián tiếp nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường sống, duy trì bầu không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, đồng thời kêu gọi mọi người tăng cường tham gia các hoạt động xã hội, tăng sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa những người hàng xóm và với cộng đồng. Như vậy, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 diễn ra tại khu đô thị Park City Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin kính chào quý cư dân và xin hẹn gặp lại.